Xin chào, chào mừng anh em đã trở lại với Minh Vũ Music. Trong tập đặc biệt đã giao hai mẫu piano điện chính là Kirkman K650 và Ateisia BE88. Các bạn hãy cùng team tìm hiểu qua chuyến giao hàng tại Biên Hòa. Cho cô chú khách hàng viewer thân thiết của Minh Vũ Music xin được phép thay mặt đội ngũ nhân viên cảm ơn vì cô chú không ngại đường xa đến tìm hiểu và đặt chọn sự tin tưởng với sản phẩm mà công ty con cung cấp. Hiện tại, bạn nhân viên đã ở kho để cùng mọi người lấy cây piano K650 và BE88 để chất lên xe và khởi hành. Sáng nay, thời tiết trong xanh, mát mẻ và vô cùng thoáng đãng, rất thích hợp cho anh em có buổi đi chơi xa. Đã tới ngã ba Vũng Tàu rồi nè các bạn ơi. Đem đàn đến cho khách hàng nhanh chóng và tận tình là trách nhiệm mà đội ngũ nhân viên Minh Phụng Music hướng đến. Sau hơn 2 tiếng, đội ngũ đã đến được nhà cô chú. Khung cảnh khu biệt thự vô cùng rộng rãi, được bao quanh bởi con sông Đồng Nai, rất thích hợp để nghỉ dưỡng và yên tĩnh để chơi đàn. Được anh tài xế giúp đỡ, bạn nhân viên đã đem đàn vô nhà khách được dễ dàng. Nhà cô chú thiết kế với nội thất kiểu châu Âu với cách bài trí hiện đại xen lẫn không gian rộng rãi. Điểm thêm cây piano Kirkman K650 và Ateisia BE88 thì càng tạo thêm điểm nhấn cho căn phòng, đem lại nét cổ điển sang trọng không kém phần trẻ trung, toát lên vẻ đẹp tinh tế cho căn nhà. Đầu tiên anh em khui thùng Kirkman K650 nhé. Bên trong thùng sẽ là thân đàn, chân đàn, bộ bê đan, nguồn và ốc lắp đàn. Quà tặng kèm sẽ là một giắc phone và một ghế piano cao cấp, đem lại trải nghiệm thoải mái cho người chơi. Điểm qua những tính năng nổi bật mà K650 đem đến cho người dùng nhé. Màn hình OLED với ánh sáng xanh dịu mắt, hiển thị rõ ràng các chức năng cho người chơi dễ dàng sử dụng. Chơi đàn thoải mái với 88 phím được bổ sung cảm ứng lực nhấn 3 cấp độ, vượt trội về âm thanh và giai điệu khi đàn sở hữu đa âm 256 polyphony và 128V cùng với 45 tiếng demo và hai bài piano được cài sẵn. Đàn có chức năng kết nối Bluetooth cùng với nhiều âm thanh chất lượng cao thông qua cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính và điện thoại thông minh vô cùng dễ dàng, hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số theo năm định dạng SMS. Sở hữu nhiều chức năng như những mẫu piano điện khác của nhà Kirkman như metronome đếm nhịp, lip mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng và jazz bow tăng giảm tông. Đàn có 3 màu trắng, đen, nâu gỗ để cho các bạn lựa chọn. Điểm nhấn nổi bật nhất để cô chú quyết định mua Kirkman K650 chính là khả năng chơi nhạc bolero với nhiều giai điệu đặc sắc, đồng thời chất âm vang hơn cả đàn organ. Đến với mẫu piano Ateisia BE88 thì team mình đã làm khá nhiều video gửi đến các bạn rồi, nên hôm nay mình chỉ đưa đến vài thông tin khái quát. Nếu muốn thêm thông tin chi tiết về BE88, các bạn hãy vào các video trước đó của mình. Cảm giác chơi trên đàn thuộc diện tốt trong phân khúc với âm sắc phong phú và âm thanh chuyên nghiệp với mẫu đàn Ateisia này, chính sách bảo hành sẽ là 12 tháng, còn với đàn Kirkman K650 ở trên thì là 24 tháng. Ngoài ra, chính sách bảo hành chung dành cho hai mẫu đàn sẽ là một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Hai mẫu đàn trên sẽ đem lại cho các bạn rất nhiều tính năng để phục vụ cho việc học tập và biểu diễn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi lần này. Hẹn gặp lại mọi người ở hành trình mới nhé. À, đừng quên like, share, subscribe cho kênh để tụi mình có thêm nhiều động lực ra nhiều nội dung hay và hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.